Ây yo, what's up bro? Sáng hôm nay thì mình sẽ ăn bún riêu. Riêu đây là riêu cua, riêu hũ. Đây là chả, đây là bún, đây là thịt. Xin mời, đây là chả đá. Chả đá này không? Cái này nó đậm vị, cái này nó nặng vị. Đấy, nước dân nóng. Đây là nó có một độ chua nhất định. Tình hình là tôi với Hoàng đi kiếm trà đá nhưng mà thấy bia hơi có vẻ hấp dẫn quá nên là bọn tôi đá vào đây làm cốc bia hơi. Chào mừng chào mừng. Ừ. Trái nữa. Ngọt ngọt ngọt. À. Ngọt ngọt ngọt. Đếm lại. Ừ. Bia hơi ngọt phết. Đây có cả lạc nữa. Lạc này là lạc gì? Lạc luộc. Lạc luộc. Nhưng mà cảm giác bia hơi nó có cái vị gì nó ngọt ngọt, nó khác bia bình thường. Với lại nó nhiều bọt bên trên hơn. Bia hơi này ngụm đầu tiên luôn là ngụm ngon nhất. Bia hơi rẻ quá, một cốc bia hơi vậy mà có 7.000 uống thoải mái luôn. Bọn mình đang đi dạo dạo thấy chỗ này kiểu bán mấy cái gốm sứ với lại là đồ lưu niệm vui vui tấp vào xem thử. Ảnh gì đấy? Uống bia bằng ca. uống này một hơi hết ly, 100%. Một hơi 100%. 100%. Một cốc kia là bình thường. cái này giống như kiểu là ở Đà Lạt. Tôi chắc chắn sẽ tặng cái mấy ông uống bia hơi bằng ca. Ca, ok, uống bia hơi bằng ca này cho một người nào đó tặng. Họa tiết này nó sẽ được lặp lại. Đây là vòng thứ nhất, ra vòng thứ hai, những cái họa tiết này sẽ được lặp lại. Đây là có 5 cái này. Bao giờ mà người ta chấm ăn, người ta sẽ nhớ là ồ, cái này là món quà từ Hà Lâu của sợi con đấy. Và nhìn mà sợi con bê rồi. Bê rồi, sợi con. Sợi con cũng nhiều vào, nó như một thằng nghiện rượu. Chấm xin một kiểu ảnh. Đưa đây, đưa đi. Một kiểu ảnh nhá. Được rồi. Dạ được rồi. Đào nhìn đẹp quá. Đấy là 6 phần đấy. Đây, điểm ăn trưa tụi mình check in ở quán bún chả. Bún khác với nào? Sài Gòn cho một ít bún, gần đây cho một nồi bún luôn. Ăn bún chả và mình sẽ cho review. Tuyệt vời. Tôi thì nói là dùng một từ tuyệt vời. Cái bức chả gì không? Tôi và Hoàng ăn bún chả nhưng mà hai đứa ăn quá no, hai đứa ăn quá nhiều, ăn không hết luôn á. Mình với Hoàng mới ngủ trưa dậy, lúc trưa ăn hai bát bún chả, ăn không hết, quá nhiều, cho nên là tụi mình no về ngủ tới bây giờ là hơn 3:30. Bây giờ thì bọn mình sẽ lết cái đít ra chợ, vì chợ đầu xuân mua được nhiều đồ cho nên là bọn mình sẽ đi ra đấy mua đồ. Tôi và Hoàng đã đi vào chợ Đồng Xuân rồi thì để mà làm mọi chuyện nó một cách hiệu quả thì chúng tôi quyết định đi ngang. Bảo là đi chợ Đồng Xuân để mua đồ cho nó rẻ nhưng mà người ta không bảo trước là đồ ở đây là đồ áo, ở đây toàn đồ áo không.
một hồi đi chợ thì bọn mình tấp vào quán chè làm miếng chè. Đây là chè gì? Chè ngon. Chè ngon. Đây là quán chè. Thấy nó ghi tên là chè ngon nên biết nó chè ngon, còn ăn thì nhìn nó cũng hấp dẫn. Đây đây là ly chè của tôi, nó có nhiều topping. Đây cái ly chè của mình hơi nhiều topping mà sự thật là bình thường thì mình không thích ăn mấy cái đậu cho lắm, nhưng mà đến Hà Nội thì phải thử thôi. Đây là bưởi. Bưởi hả? Đây là bưởi mà. Là mấy cái... Sau một hồi vật lộn ở trong chợ thì chưa mua được gì hết. Chắc ngày mai rảnh thì quay lại. Còn bây giờ mình phải đi qua cầu Long Biên để nhìn ngắm cầu Long Biên. Đấy, cầu Long Biên đấy. Còn bên này là đường ray của cầu Long Biên. Các bạn có thể thấy thì mọi người hay ra đây chụp ảnh, biết là 50mm Việt Nam, 50mm Việt Nam hay ra đây để quay video. Thì bây giờ mình ra đây để giới thiệu các bạn. Thì cái khoảng mà giới thiệu các bạn xong rồi, cho nên là mình sẽ ra đường ray để chụp ảnh. Các bạn cùng theo chân mình nhá, let's go. Thì nay bọn mình tính đi bộ trong này, nhưng mà trong này không được phép đi bộ, cho nên là mình đi bộ một bên thôi. Đây là Hoàng trai. Ui, nắng lên rồi, nhìn Hoàng đẹp trai hẳn, đẹp hơn lúc uống bia. Lúc uống bia nhìn bết quá. Hoàng vừa khai sáng cho tôi đây là đường dân tổ, bảo là đến buổi tối lại thì có bánh mì dân tổ, với lại là không ai dám đi dưới đường này. Tại vì buổi tối đi dưới đường này sợ dân tổ nó úi chết. Sau khi mà đi lên cầu Long Biên thì Hoàng ở góc sau sau này. Hoàng đã đi lên xe buýt và đi về rồi. Còn mình thì bây giờ mình sẽ ngồi uống trà đá. Trà đá. Đấy, đây là cốc trà đá của tôi, mời các bạn uống trà đá. Mê thật. Trà đá ngắm đường phố. Trà này khá là chát. Kiểu cái này là trà đặc nhất từ lúc sáng giờ mình uống á. Đây là chén nước chấm thứ hai của tôi, tại vì chén lúc nãy tôi pha bị hỏng rồi, cho nên là tôi phải xin thêm một chén nữa. Đó, đây là cái hẻm bún đậu Hàng Khay, rất tuyệt. Bây giờ ăn bún đậu Hàng Khay xong rồi thì mình sẽ review cảm giác ăn bún đậu đó khá là no. Mọi chi tiết ở trong bún đậu khá là ngon và cái nước chấm khá là đậm vị mắm tôm, cho nên là mồm mình giờ toàn mắm tôm không. Tình hình là tôi tính đi ăn kem Tràng Tiền nhưng mà tôi lại hơi bị no bụng quá, cho nên là tôi đang đi dạo ở trên. Chỗ này có vẻ đẹp này, ta sẽ vào đây xem thử.
kem tràng tiền giống như kiểu xếp hàng mua sô-cô-la của Willy Wonka. Đó, hai suất em ơi. Kem nhạt nhạt kem quá.